Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Đạo Quân, tác giả Dược Thiên Sầu, bản dịch của nhóm dịch giả Tiên Huyễn. Đừng quên ủng hộ Phong bằng những cái like nhé. Nhiều bạn có comment là hãy cố đọc dài dài một chút. Thực sự thì mình mà đọc dài thì cái thời gian mình up lại muộn, bởi vì bắt đầu đọc truyện của mình nó khá là muộn. Cũng xót ruột anh em thì đọc đến đâu thì up đến đấy thôi. Cố gắng khoảng 45-50 phút, anh em thông cảm nhé. Bởi vì ngồi 45-50 phút nó cũng mất cả. Xong cũng gần đôi tiếng rồi mọi người ạ. Ok, bây giờ xin mời mọi người vào nghe tiếp tập số 118 Đạo Quân. Hoàng cung Yến Quốc. Trong một tòa cung đình hậu cung, mành mỏng rũ xuống, mành màu trắng mang ý nghĩa hiếu tạc. Chu Thành, Chu Quý Phi ngồi bên cửa sổ xinh đẹp động lòng người, nhưng mắt đã sưng đỏ vì khóc. Lúc biết tin phụ thân đánh nhau là Thiệu Liễu Nhi biết Chu gia gặp rắc rối rồi. Tội lớn như vậy mà trục mũ xuống, làm sao nào có thể yên ổn mà làm quý phi trong cung. Dù không bị liên lụy chịu chết thì cũng sẽ bị biến vào lãnh cung. Ai ngờ phụ thân dùng đánh thua tự tẫn, giữ gìn tiếng trung thành, bảo vệ nguyên Chu gia, bảo vệ quý vị nương nương như nàng. Chu Thành không cách nào tưởng tượng được khi tự tẫn phụ thân cần can đảm cỡ nào. Còn kiến còn muốn sống trộm. Đình viện nơi ở của Chu Thành bỗng chốc hiu quạnh. Ngày thường cách gọi là tỉ muội biết phụ thân của nàng là đại thần thân tín của hoàng đế, biết nhà mẹ đẻ nàng là chỗ dựa cứng rắn, thì họ tới lui như thoi được. Nhưng mà còn bây giờ, ai nấy đều trốn xa. Yêu đãi từng có thoáng như là ảo mộng, ở trong khoảnh khắc biến mất. Trong tông miếu có trăm ngàn ngọn đèn đốt sáng trưng, bài vị tổ tiên thương thị xếp san sát, linh vị của hoàng đế khai quốc võ triều Thương Tụng đặt chỗ cao nhất trong hàng bài vị tông miếu hoàng thất Yến Quốc, cũng là dễ thấy nhất. Dưới linh vị, Thường Kiến Hùng mặc áo trắng tinh, quỳ trong ánh nến sáng tỏ, biểu tình xấu hổ ngước nhìn các bài vị tổ tiên, mắt ngấn lệ, lẩm bẩm xin tội cầu nguyện. Thường Kiến Hùng lại làm mất một mảnh đất nước. Ngoài điện, tổng quản đại nội Điền Vũ, trung sa phủ lệnh Ca Miểu Thủy bước tới. Một thái giám đứng ở cửa đi nhanh vào, lặng lẽ tới gần Thường Kiến Hùng đang quỳ. Thái giám quỳ xuống bẩm báo: bẩm bệ hạ, tổng quản tới, nói Nam Châu quả như có biến, nên đến xin ý chỉ của bệ hạ. Thường Kiến Hùng đang sắm hối mí mắt co giật, khuôn mặt sáng mừng niềm mong chờ. Thường Kiến Hùng nhanh chóng dập đầu hướng bài vị liệt tổ liệt tông phía đối diện ba cái, hai tay rũ ống tay áo, đứng bật dậy, xoay người xài bước ra tông miếu. Điền Vũ, Ca Miểu Thủy chờ trước cửa cùng hành lễ. Bệ hạ. Thường Kiến Hùng không kiên nhẫn vất tay ra hiệu đừng đa lễ, nhìn Điền Vũ chằm chằm hỏi: xác nhận Nam Châu có biến sao? Điền Vũ cung kính nói: mấy hôm trước nhận được tin, đã sai người xác nhận nhiều lần. Thương Triều Tông đúng là đang bị khống chế, người ngựa dưới tay bị tách rời. Đúng như là Nghiêu Húc Đạo nói, ý đồ của Thiên Ngọc Môn đã rõ, muốn áp chế Thương Triều Tông nâng đỡ Phượng Lăng Ba. Việc này chắc chắn không sai. Lúc trước Ca Miểu Thủy, Chu Quý Phi mang tin tức bên Nghiêu Húc Đạo về triều đình, luôn lo có trá. Giờ nhận tình huống biến cố bên Nam Châu, vẫn chưa tin được, lặp đi lặp lại xác nhận rồi mới dám báo lên. Thường Kiến Hùng chỉ hư không xa xăm, dựng đứng chân mày trợn to mắt quát: Thương Triều Tông, làm từ tôn của Thương Thị, nhưng mà hủy cơ nghiệp tổ tông, bày bao nhiêu chuyện, cuối cùng gả y cho người. Đáng buồn, đáng hận, ông trời cũng không chứa người, đây là kết cục của người. Thương Kiến Hùng mắng chửi chút giận vào không khí, xong đi loanh quanh trước cửa tông miếu. Một lúc lâu sau, Thương Kiến Hùng ngừng bước trước Ca Miểu Thủy, Điền Vũ, do dự hỏi: Nghiêu Hữu Đạo là người của nghịch tử kia, nhưng tại sao bày kế cho quả nhân? Nghĩ sao cũng thấy vớ vẩn. Điền Vũ nói:
không khó hiểu. Việc đã đến nước này, Nghi Hữu Đạo không cứu vãn được gì. Thiên Ngọc Môn làm hỏng chuyện tốt của Nghi Hữu Đạo, xong chuyện chưa chắc sẽ bỏ qua cho hắn. Nếu hắn có cơ hội trả thù thì sẽ không để cho Thiên Ngọc Môn yên. Ca Miểu Thủy chắp tay nói: xin bệ hạ thử nghĩ, Thiên Ngọc Môn nâng đỡ Phượng Lăng Ba, mà triều đình thì phong Thương Triều Tông làm thứ sử Nam Châu. Phượng Lăng Ba ngồi trên ghế, danh không chính ngôn không thuận. Quan trọng là trong Nam Châu còn có một hai chục vạn người ngựa chính quy của Thương Triều Tông, hạ ý chỉ này sẽ gợi lên mâu thuẫn. Hai bên có mâu thuẫn thì triều đình âm thầm gây xích mích để mở rộng gay gắt hơn. Chờ nội loạn nổi lên là cơ hội cực tốt cho triều đình một hơi thu phục Nam Châu vào túi. Mặc dù là Nghi Hữu Đạo ra mưu kế, nhưng phải thừa nhận đây đúng là cách tốt. Tệ nhất cũng khiến Nam Châu không bình yên, làm Thiên Ngọc Môn khó chịu. Trăng thanh gió mát, vách núi bướm trắng lấp lánh đậu trên ngọn cây. Có hai người ngồi đối diện sau bàn đá đặt dưới cây. Nghi Hữu Đạo và Tiêu Thiên Trấn đánh cờ dưới trăng. Phía xa là ngân hà rực rỡ. Tiêu Thiên Trấn đặt một con cờ lên rồi lên tiếng phá vỡ yên lặng: rốt cục ngươi muốn làm gì với ta? Nghi Hữu Đạo cười nói: ta nói rồi, sẽ không làm gì công tử. Ở lâu trong phủ phồn hoa, ngẫu nhiên ở trong núi dài sâu, có núi cao nước chảy, trăng thanh gió mát làm bạn, công tử không cảm thấy đây là chuyện nhã sao? Tiêu Thiên Trần nói: một người bị bắt trói tới sợ là không có nhã hứng thưởng thức cao nhã của đạo gia. Ta từng biểu minh buồn giàu với Viên Cương, chắc hẳn Viên Cương đã thuật lại với đạo gia. Nghe người nơi này đều xưng hô Nghi Hữu Đạo là đạo gia, nên Tiêu Thiên Trấn khách khí gọi theo. Nghi Hữu Đạo đặt một quân cờ lên bàn, thu tay về, nói: nói. Tiêu Thiên Trấn nhìn chăm chú phản ứng của Nghi Hữu Đạo: không biết ý của đạo gia thế nào? Nghi Hữu Đạo cười cười: ta không thể tự làm chủ việc này. Tiêu Thiên Trấn lắc đầu nói: sức ảnh hưởng của đạo gia đối với Thương Triều Tông còn cần ta nói nhiều sao? Nghi Hữu Đạo nói: còn trẻ tuổi đừng có làm chuyện ngu xuẩn, mẫu tử đồng lòng chung sức không tốt sao? Tiêu Thiên Trấn cãi lại: đây có phải là vấn đề trẻ tuổi đâu. Đạo gia mười mấy tuổi bị giam lỏng trên Thượng Thanh Tông 5 năm, đến 20 tuổi mới ra đời, đã thuyết phục mẫu thân của ta trợ giúp Thương Triều Tông cướp lấy Thanh Xuân Quận, mạo hiểm giết yến sứ, về sau càng làm các hành động vĩ đại ở Tề Quốc, kiếm 3 vạn ngựa chiến cho Thương Triều Tông. Những việc đạo gia làm có thể lấy tuổi ra bàn cao thấp sao? Đạo gia đã bị giam lỏng trên Thượng Thanh Tông 5 năm, ta thì bị người bài bố mười mấy năm, hai ta đều có điểm chung. Tiêu Thiên Trấn ở Kim Châu luôn bị kiểm soát, nhưng mà quản gia Chu Thuận sẽ lén lút cung cấp chút tin tức tình huống cho y biết. Khóe môi Nghi Hữu Đạo cong lên hỏi: công tử muốn bàn việc hợp tác với ta? Tiêu Thiên Trấn lạnh lùng nói: chuyện tốt cùng có lợi, ngại gì nói chuyện một bữa. Nghi Hữu Đạo nhẹ tênh nói: công tử lấy cái gì bàn với ta? Công tử có thể làm gì trong Kim Châu? Chờ có tư cách bàn với ta rồi nói. Trong giọng nói tràn ngập xem nhẹ, nhưng mà nhìn đôi mày Nghi Hữu Đạo nhướng cao, ra vẻ cố ý khích Tiêu Thiên Trấn. Tiêu Thiên Trấn siết chặt hai nắm tay, sắc mặt hơi đỏ lên, cảm xúc hơi xấu hổ, tức tối. Tiêu Thiên Trấn không có tâm tình đánh cờ nữa. Chờ Tiêu Thiên Trấn rời đi, Nghi Hữu Đạo đến bên vách núi, tay áo đón gió bay ra sau. Hắn đứng chắp tay sau lưng, mắt sâu thẳm nhìn trăng sao. Quản Phương Nghi thướt tha bước tới từ gió đêm, khoanh tay ở trước ngực thản nhiên nói: thế cục Nam Châu đã định, bên kia tùy thời có nguy hiểm mạng sống, cứ tiếp tục chờ thế này coi chừng đùa chết nhóm Thương Triều Tông. Vạt áo tung bay giữa ánh trăng, Nghi Hữu Đạo nhắm mắt nghe tiếng gió, chậm rãi nói: không vội, chờ thêm một chút nữa, đào chím rồi ăn mới ngon. Đã để lại giải cách giải trừ nguy hiểm mạng sống cho họ, không đến mức nguy hiểm mạng sống đến gần mà họ không phát hiện được. Quan Phương Nghi nói:
người làm việc luôn như lọt vào trong sương mù, không lộ chút gì. Lỡ xảy ra ngoài ý muốn thì làm sao? Ngưu Hiếu Đạo nói, nếu hé lộ gì thì họ không chờ được đến cuối, có lẽ sớm mở túi gấm ra tránh phiêu lưu. Nếu bị Thiên Ngọc Môn liên lạc với Vạn Động Thiên Phủ trước tiên thì dù sao cũng nên cho Viên Cương thời gian sung túc để hành động đi. Nếu xảy ra ý muốn thật thì đành trách số họ không tốt. Quản Phương Nghi nói, giờ họ bị Thiên Ngọc Môn khống chế chặt chẽ, muốn liên lạc cũng khó. Người đã để cái gì trong túi gấm vậy? Ngưu Hiếu Đạo cười cười, sáng sớm La An đẩy Mông Sơn Minh ngồi xe lăn rời khỏi trạch viện đi phủ nha, nơi Phượng Lăng Ba ở. Bánh xe lăn trên nền gạch gồ ghề phát ra tiếng lộc cộc, biểu tình Mông Sơn Minh bình tĩnh đón tia bàn mạch. Mặt trời ló dáng. Trong đình viện, đám người Thương Triều Tông đã gói ghém hành lý, lục tục lại chuẩn bị cùng với Thiên Ngọc Môn về phủ thành Nam Châu trước. Mọi người chạm mặt phát hiện thiếu người, vắng Mông Sơn Minh. Cả nhóm do dự, Thương Triều Tông phất tay ra hiệu một thân vệ đi sân của Mông Sơn Minh. Thân vệ đi một lúc rồi bước nhanh về, bẩm báo, vương gia, không thấy Mông Soái. Hỏi thủ vệ canh cửa thì bảo là Mông Soái ra ngoài, đã để lại phong thư cho vương gia. Mấy người nhìn nhau. Thương Triều Tông chộp thư mở ra xem, cau mày. Trong thư ghi đại khái là không thể ngồi chờ chết mòn mỏi, chồng Nghiếu Đạo đặt một trứng gà trong giỏ, như vậy là không ổn. Mông Sơn Minh đi tìm người nghĩ cách hóa giải nguy cơ, dặn họ đừng lo, ông sẽ có cách, họ cứ đi trước. Vì sợ họ không chịu nên ông để thư lại, dặn họ đừng kinh động Thiên Ngọc Môn. Thư truyền từ tay Lam Nhược Đình sang Thương Thục Thanh. Hai người đọc xong cau mày, xem chữ viết đúng là Mông Sơn Minh tự ghi, nhưng mà sao quyết định này không đầu không đuôi? Thương Triều Tông nghi ngờ hỏi, tìm ai hóa giải nguy cơ? Bên ngoài có đệ tử Thiên Ngọc Môn canh gác nghiêm ngặt, Mông Bá đi ra sao được? Lam Nhược Đình trần trờ nói, Mông Soái không phải người lỗ mãng, Mông Soái đã nói vậy tất nhiên có nắm chắc. Ba người ngơ ngác ngó nhau, bị lá thư làm cho không biết nên xử như thế nào. Báo cho bên Thiên Ngọc Môn tìm người dùm sao? Làm vậy là làm trái với lời dặn cẩn thận của Mông Sơn Minh. Đột nhiên xảy ra việc này làm đám người không yên. Không đợi bao lâu, Bạch Diêu đến thúc giục xuất phát. Bên mình bất đắc dĩ đành phải đi chạm mặt với đám người Bành Hữu tại Thiên Ngọc Môn. Đoàn người cưỡi ngựa rời khỏi thành. Vì chuyện của Mông Sơn Minh đã làm đám người Thương Triều Tông đi không yên lòng. Cửa thành, Phượng Đăng Ba tự mình tiện đám người Bành Hữu tại đi, ngựa đầu thở hắt ra, biết thời đại Nam Châu thuộc về mình đã sắp tới. Bành Ngọc Lan cũng đến tiễn đưa, đẩy Phượng Lăng Ba một cái, trở về đi. Phượng Lăng Ba gật đầu, ừ. Phượng Lăng Ba xoay người dẫn dắt đám hộ vệ về thành. Trở về phủ nha, Phượng Lăng Ba bước nhanh vào trong viện. Từ xa thấy Mông Sơn Minh và La An đứng sau xe lăn bên đỉnh trước, không ai chạy. Lão thở phào. Trước khi đi, Bành Hiệu Tại dặn dò nhiều lần đối phương không khờ gì, phải cẩn thận, đừng để xảy ra sai lầm. Đặc biệt là Nghiếu Đạo không rõ tung tích, chẳng biết hắn có làm cái trò quỷ gì không, phải hết sức thận trọng. Nghiếu Đạo đột nhiên biến mất thành mối tâm bệnh của Bành Hiệu Tại. Ông lo hắn sẽ nhúng tay vào, nghĩ nát óc không ra hắn xuống tay từ đâu. Đây là người có thể lấy về 3 vạn ngựa chiến từ đất Phong Vân Tề Quốc. Phượng Lăng Bà tươi cười bước nhanh đến đỉnh nước, chắp tay nói, Mông Soái, được ngài hỗ trợ ổn định đại cục Nam Châu là vinh hạnh của vãn bối, sau này mong được Mông Soái chỉ giáo nhiều hơn. Mông Sơn Minh nhẹ gật đầu nói, đô đốc khách khí, tất nhiên phải hết sức. Phượng Lăng Bà không có thời gian hao phí tại đây, khách khí nói, tốt, vãn bối bận nhiều việc vặt, xin cáo từ trước, có gì cần xin hãy sai khiến người hầu. Mông Sơn Minh lạnh nhạt nói, đô đốc cứ kệ ta, đi làm việc đi. Phượng Lăng Đà ba bước đi, đến trước cửa Nguyệt
thì dừng bước ngoái đầu nhìn lão nhân ngồi trên xe lăn, mắt lóe tia sáng quỷ quyệt, rồi sải bước ra cửa. Mông Sơn Minh nhìn cá bơi trong nước, chợt hỏi: "La An, ngươi có sợ chết không?" La An cười nói: "Đại soái, già đi ra từ Anh Dương Vũ Liệt vậy, khi xông pha chiến đấu đã khi nào La An sợ chết chưa?" Giọng của Mông Sơn Minh không lớn nhưng nhấn mạnh rõ ràng: "Tiểu tử nhà ngươi không nhỏ đi." La An cười nói: "Lớn được 10 tuổi, nhỏ thì 7 tuổi." Nói rồi La An gãi đầu và ngượng ngùng nói: "Đại soái, bà nương nhà ta nói chờ thằng cả lớn chút sẽ kính nhờ đại soái dạy giúp." Mông Sơn Minh nhếch môi cười: "Bà nương của ngươi sẽ không muốn nhi tử tòng quân, cái này là suy nghĩ của ngươi đúng không?" La An cười gượng: "Đều như nhau mà." La An hơi lúng túng, đúng là ông có mưu mô trong chuyện này. Mông Sơn Minh xoay người nhìn La An, vỗ mu bàn tay ông: "Bà nương của ngươi từng nói cho tiểu tử nhà ngươi đi theo Lam Nhược Đình học văn, nàng ấy lên tiếng thì tiểu Lam sẽ không từ chối. Hãy chiều ý nàng để tiểu tử nhà ngươi đi theo vương gia trước, vương gia sẽ chăm sóc tốt cho họ, ngươi yên tâm." La An ửu sừ, nhưng được Mông Sơn Minh vỗ tay an ủi thì không thốt nổi lời phản đối. Mông Sơn Minh quay người lại dựa vào ghế, nhắm mắt, tay nhẹ vỗ tay vịn, ngâm nga giai điệu tang thương, thân hình khô gầy tiêu sắt. Trên đường cái, đoàn người Bành Hữu Tại dầm dập chạy đi, đến một dịch trạm toàn thể đi vào nghỉ ngơi lấy sức. Đệ tử Thiên Ngọc Môn đi nhanh vào kiểm tra, đề phòng trong ngoài. Thoáng chốc tiếng người tiếng ngựa ầm ầm bốc lên bụi trần trong dịch trạm. Bành Hữu Tại nhảy xuống ngựa, quay đầu liếc Thương Triều Tông một cái, đã sớm thấy y dọc đường đi ôm tâm sự. Bành Hữu Tại mỉm cười hỏi han: "Vương gia đang lo cho Mông soái sao?" "Đừng lo, chẳng qua kêu Mông soái tạm ở lại giúp đỡ Phượng Lăng Ba, chờ cục diện Nam Châu ổn định, Mông soái tự nhiên sẽ về." Trước khi đi Nam Châu hoàn toàn ổn định, chưa hoàn toàn sáo tan dung hợp người ngựa của y thì không tiện đụng vào. Nếu có thể ổn định được Thương Triều Tông thì Bành Hữu Tại sẽ cố gắng làm, có thể không gây rắc rối gì mà giải quyết được vấn đề là lựa chọn tốt nhất. Bành Hữu Tại dẫn theo mấy cao tầng đi vào trạm dịch nghỉ ngơi. Ông không cần loanh quanh nịnh nọt bên cạnh Thương Triều Tông, nói một hai câu dễ nghe là đủ. Bành Hữu Tại không biết Mông Sơn Minh đã chặn đứng tin mình ở lại bên cạnh Phượng Lăng Ba, không để nhóm Thương Triều Tông biết. Ông tưởng bọn họ đã biết rồi, chứ không thì đánh chết cũng không nói. Nhóm Thương Triều Tông ngây ra trong một chốc không rõ, chờ khi nghe hiểu lời của Bành Hữu Tại thì tái mặt. Ngay từ đầu họ đã biết mình bị nguy hiểm mạng sống, biết Thiên Ngọc Môn sẽ xuống tay với mình, họ cẩn thận không dám đâm thủng. Khi biết Mông Sơn Minh bị điều đi, họ liền hiểu là bắt đầu xuống tay với ông. Thương Triều Tông muốn đuổi theo, hỏi rõ Bành Hữu Tại. Lam Nhược Đình chộp cánh tay Thương Triều Tông, y ngoái đầu, cơ mặt căng cứng giận dữ. Mắt của Lam Nhược Đình chất chứa căm hờn, nhưng mà cô giữ bình tĩnh, nhẹ lắc đầu với Thương Triều Tông ra hiệu không thể hỏi. "Vương gia, đừng lỗ mắng." Rằng Thương Thục Thanh cắn chặt môi anh đào, biểu tình buồn bã, hốc mắt đỏ hoe. Bạch Diều đi ra khỏi phòng, thấy sắc mặt ba người là lạ, thầm khó hiểu, ngoài mặt bình tĩnh nói: "Vương gia, đã sửa sang phòng rồi, uống miếng nước rồi rửa mặt tẩy bụng đi, cố gắng làm nhanh một chút, sẽ không nghỉ lâu, tiếp tục đi ngay rồi." Lam Nhật Đình sợ Thương Triều Tông xúc động, vội cười tiếp lời: "Tốt." Mấy người vào phòng dịch trạm, một căn phòng cho ba người. Lam Nhật Đình ra hiệu hai thân vệ đi cùng canh cửa trước, sau đó đóng sầm cửa lại.
cửa khép. Thương Thục Thành không kiềm được cảm xúc của mình, vành mắt ướt lệ. Nàng che miệng khóc nức nở, không dám khóc thành tiếng, sợ bị người ngoài nghe thấy. Khóc cũng không dám khóc lớn. Tâm tình và áp lực trong thế cục này khó có người ngoài hiểu thấu. Tình cảnh của họ rất khó khăn. Bộp một tiếng, Thương Triều Tông đấm vào lòng bàn tay, chút căm hờn trong lòng. Lam Nhược Đình nhỏ giọng khuyên hai người, không dám nói lớn. Vương gia, quận chúa, càng là lúc này càng phải bình tĩnh, chúng ta không thể tự luống cuống. Vẻ mặt Thương Thục Thanh không chịu nổi lắc đầu thút thít. Sau trận chiến, Mông Bá Bá hay nói nhiều, nhưng Mông Bá Bá không phải loại người thích lải nhải. Hôm qua Bá Bá còn nói về hôn sự của ta, lẽ ra ta nên nhìn ra sớm hơn. Là lỗi của ta, là lỗi của ta. Mông Bá Bá nói không tiếc vì chúng ta, vậy mà ta không nhận ra Mông Bá Bá khác lạ, không thèm để trong bụng. Ta có lỗi với Mông Bá Bá. Lam Nhược Đình lại khuyên, quận chúa, hiện tại không phải lúc tự nhận lỗi đâu. Thương Triều Tông hít thở dồn dập, ngực phập phồng kịch liệt, tức giận nói, một đám chó chết, ta đi tìm họ, bọn họ dám đụng vào Mông Soái xem, cùng lắm ta liều đá ngọc cùng tan với chúng. Hai tay Lam Nhược Đình ôm chặt cánh tay Thương Triều Tông không cho đi, sốt ruột nói, vương gia, tuyệt không thể lỗ mãng. Thương Triều Tông giận run người, buông tay, bọn chúng muốn xuống tay với Mông Soái, không đã người muốn trơ mắt nhìn Mông Soái chịu chết sao? Lam Nhược Đình kiên quyết không buông, cố khuyên nhủ, vương gia, sao ta không biết mạng sống của Mông Soái chỉ mảnh chỉ treo chuông chứ? Nhưng vương gia ngẫm lại xem, tại sao Mông Soái lại giấu giếm chúng ta làm như vậy? Là vì sợ vương gia xung động đấy. Đối phương đã cố ý tách Mông Soái ra là vì chưa muốn đụng vương gia, chỉ muốn gạt bỏ cánh chim của vương gia. Mông Soái đã biết rõ điều đó, cố ý giấu chúng ta là muốn hy sinh bản thân, bảo vệ an toàn cho vương gia. Nếu vương gia tìm bọn họ gây lớn chuyện, hai bên sẽ rách mặt, thì chẳng những không bảo vệ được Mông Soái, mà bọn họ chó cùng rất rộng. Dù chuyện đã vỡ lở, trở mặt rồi thì giải quyết vương gia luôn. Trạm dịch này sẽ là nơi chôn thây của vương gia đấy. Mông Soái đang hy sinh bản thân tranh thủ thời gian cho vương gia, dành đến cơ hội lật ngược thế cờ. Nếu vương gia cũng bị kéo vào thì chúng ta hoàn toàn mất cơ hội trở người. Mông Soái đang dùng mạng sống để mà tranh thủ cơ hội cho vương gia, làm sao vương gia có thể bỏ qua? Thương Triều Tông bi thương nói, nếu có cơ hội này thì ta cần gì chịu đựng chứ? Lam Nhược Đình mắt đỏ hoe, lắc mạnh tay, không chịu được cũng phải chịu, dù có bị bắt trôi qua hắn thì cũng phải làm. Nếu không thì vương gia làm sao mà báo thù cho Mông Soái? Vương gia để Mông Soái hy sinh uổng phí sao? Vương gia muốn cho Mông Soái chết không nhắm mắt sao? Hốc mắt Lam Nhược Đình ngấn lệ, vô cùng đau khổ, cảm xúc rất kích động. Thương Triều Tông siết chặt hai nắm tay, run rẩy, ngửa đầu khóc ròng. Bị quấn vào phong vân thiên hạ, gió mây vần vũ, Nam Nhi có nhiều nước mắt hơn thì cũng không đáng một đồng. Bao nhiêu anh hùng hào hán tráng sĩ, bao nhiêu thiếu vương hầu tướng vùi xác trong phong vân này, bao nhiêu nhu tình tận xương bị nhấn chìm, có bao nhiêu hào kiệt thiên hạ nhiều phen bất lực chứ. Thương Thục Thành chợt nhớ ra điều gì, lục lọi ống tay áo, hoảng loạn lẩm bẩm, không, không, Mông Bá Bá sẽ không bị gì, còn có cơ hội, chắc chắn còn có cách, Mông Bá Bá sẽ không sao. Đây, đây, tìm được rồi, trong này, trong này là có cách. Thương Thục Thành móc một cái túi gấm ra khỏi ống tay áo, hai tay đưa tới trước mắt hai người. Thương Triều Tông, Lam Nhật Đình lau dòng lệ trên mặt, cùng nhìn túi gấm ở trong tay Thương Thục Thành. Một cái túi gấm cột bằng dải lụa màu trắng. Lam Nhật Đình hỏi, đây là gì vậy quận chúa? Thương Thục Thành kéo ống tay áo lau nước mắt, nức nở đáp, đạo gia, là lúc trước đạo gia để lại túi gấm cho ta. Đạo gia cho ta hai cái, một cái cột bằng lụa đen, một cái cột bằng lụa trắng. Cái cột bằng lụa đen đã đưa cho ca ca, cái cột bằng lụa trắng thì đạo gia dặn
nếu gặp nguy hiểm mạng sống thì hãy mở ra ứng cấp. Lam Nhược Đình lên tinh thần, mắt lóe tia sáng hy vọng nhìn Túi Gấm. Thương Triều Tông dẫm chân chộp Túi Gấm tức giận nói: Thanh Nhi, muội làm cái quỷ gì vậy? Chuyện quan trọng như vậy sao có thể quên? Sao bây giờ mới lấy ra? Hồ đồ! Thương Thục Thanh cũng giận mình khóc ròng nói: Ca, xin lỗi, là ta có lỗi với Mông Bá Bá. Nhưng đạo gia dặn nhiều lần sự việc liên quan tương lai của Nam Châu, liên quan tâm huyết nhiều năm của mọi người, không thể dễ dàng mở Túi Gấm này ra được. Khi nào gặp nguy hiểm mạng sống thì mới được mở. Ta không biết Mông Bá Bá sẽ giấu chúng ta hy sinh chính mình. Hai tay Lam Nhược Đình ấn không khí giữa huynh muội, nói: Được rồi, vương gia, đạo gia đã dặn như vậy thì tất nhiên có nguyên nhân, không thể trách quận chúa. Quận chúa làm theo lời dặn của đạo gia không sai, nhưng mà tình cảnh hiện giờ của Mông Soái đối mặt nguy hiểm mạng sống, chắc có thể mở ra. Vương gia, việc này không nên chậm trễ, muộn thì không kịp, mau mở Túi Gấm ra xem đi, nhìn xem đạo gia để lại diệu kế gì để cứu mạng trong túi. Thương Triều Tông giật giải lụa trắng cột Túi Gấm, mở miệng túi lấy ra hai tờ giấy gấp, mở thư ra. Lam Nhược Đình, Thương Thủ Thanh bất chấp quy củ sát đầu lại gần xem nội dung. Trong thư chỉ có vài chữ: Nếu gặp nguy hiểm mạng sống thì đưa lá thư kèm theo cho Thiên Ngọc Môn là sẽ vượt qua nguy cơ. Ba người ngó nhau. Thương Triều Tông dở nhanh rút tờ giấy bên trên ra, đọc tiếp tờ bên dưới. Trên giấy viết: Cấp báo, Kim Châu tập kết 30 vạn người ngựa muốn đánh Nam Châu. Ngưu Hữu Đạo. Nội dung thư phụ đơn giản làm ba người bần thần. Thương Triều Tông nghi ngờ nói: Muốn dựa vào tin tức giả ứng cấp? Thiên Ngọc Môn đâu có ngốc, Kim Châu hay Vạn Động Thiên Phủ đều sẽ không xuất binh vì chúng ta. Kim Châu và Nam Châu đụng độ nhau thì có lợi cho Yến Quốc, Triệu Quốc. Triệu Hoàng Hải Vô Cực sẽ thừa dịp bắt lấy Kim Châu, bên Kim Châu sao có thể ra binh tấn công Nam Châu? Cái này... Sắc mặt Lam Nhược Đình ủ rũ, cảm thấy nội dung lá thư không giống trình độ thủ đoạn của đạo gia. Dựa vào tin tức này cùng lắm lừa được một lúc, đùa diễn Thiên Ngọc Môn kiểu đó như sắp chết vào đường cùng, chờ Thiên Ngọc Môn xác minh tin tức sai tương đương với đâm thủng cửa sổ giấy. Bọn họ biết bên mình không cam lòng cúi đầu, chọc Thiên Ngọc Môn dứt khoát xuống tay. Giờ Thiên Ngọc Môn muốn tiếp nhận Nam Châu trong yên ổn, không muốn dùng thủ đoạn quá kịch liệt chọc rắc rối. Bên mình cũng muốn tham sống sợ chết, ít ra giữ cân bằng yếu ớt. Thương Thục Thanh nhìn thư cũng băn khoăn, nhưng vẫn khuyên: Đạo gia đã sắp như vậy, chắc có mục đích, hay cứ làm theo ý của đạo gia. Lam Nhược Đình vuốt râu do dự nói: Chúng ta đã lĩnh giáo thủ đoạn của đạo gia nhiều lần, không phải ta không tin tưởng bản lĩnh quán, nhưng chiêu này lừa chúng ta còn không được, làm sao có thể qua mắt được Thiên Ngọc Môn? Mắt Thương Thục Thanh lóe lên tia kiên định: Ca, Lam tiên sinh, chúng ta ở chung với đạo gia nhiều năm, rất hiểu con người của hắn, cũng tin tưởng hắn. Lùi một vạn bước, chúng ta còn có cách khác cứu Mông Bá sao? Nếu có cơ hội thì cứ thử một lần, chẳng lẽ chúng ta trơ mắt nhìn Mông Bá bị chịu chết? Ca, Lam tiên sinh, hãy làm theo đạo gia đi. Nói đến cứu được Mông Sơn Minh, thúc đẩy Thương Triều Tông đặt quyết tâm, gật mạnh đầu nói: Được. Lam Nhật Đình biết nói cái gì cũng vô nghĩa, khẽ thở dài: Vị đạo gia này làm việc luôn cao sâu khó dò, không lộ dấu vết, cứ khiến cho người phập phồng lo âu. Bọn họ rối rắm quyết định xong, chợt nghe bên ngoài có tiếng gõ cửa. Lam Nhật Đình đi qua mở cửa. Bạch Diều đứng cạnh thủ vệ ngoài cửa, bình tĩnh nói: Lam tiên sinh, chuẩn bị xuất phát. Bạch Diều quét mặt qua Lam Nhược Đình, thấy trên mặt có dính bụi. Lam Nhược Đình mỉm cười nói: Được. Bạch Diều tiến lên một bước nhìn Thương Triều Tông, Thương Thục Thanh ở trong phòng, không nói gì thêm, xoay người đi. Bạch Diều ít nhiều biết sư môn định làm gì với cái đám người này. Lam Nhược Đình nháy mắt với thủ vệ, lùi về phòng đóng cửa lại, trụm đầu cùng huynh muội bàn bạc sơ sơ. Sau đó ba người lấy khăn lông ướt qua lau mặt, cùng ra cửa. Ba người vừa đi ra phòng ở diện trạp,
thì đám người Bành Hữu Tại cũng ra. Thương Triều Tông bước tới cản đường Bành Hữu Tại. Bành Hữu Tại dừng lại, đám người sau lưng ông cũng ngừng. Họ nhìn Thương Triều Tông chặn đường. Tuy y đường đường là Dung Bình Quận Vương, nhưng mà trong mắt nhóm người này ẩn chứa tia lạnh lùng cao cao tại thượng, miệt thị. Bành Hữu Tại mỉm cười hỏi: Vương gia có chuyện gì sao? Thương Triều Tông không nói, rũ lá thư phụ ra đưa cho Bành Hữu Tại. Bành Hữu Tại nhướng chân mày, không biết y muốn làm gì. Bành Hữu Tại chậm rãi vươn tay nhận thư, xem kỹ Thương Triều Tông từ trên xuống dưới, rồi mới nhìn trang giấy. Nội dung trong thư rất đơn giản, nhìn qua là rõ. Bành Hữu Tại đọc tin tức trong thư, đặc biệt nhìn kỹ tên ba chữ Ngưu Hữu Đạo, làm chân mày ông co giật. Cái tên này xuất hiện trong tình trạng rất nặng ký với Bành Hữu Tại, tạo áp lực cho ông. Ngưu Hữu Đạo đột nhiên biến mất vẫn không thấy mặt, nhưng mà tên quán nằm trên tờ giấy này, cái tên xúc động dây thần kinh luôn căng thẳng của Bành Hữu Tại. Mặt Bành Hữu Tại không biểu tình, ngước mắt nhìn thẳng Thương Triều Tông hỏi: Vương gia đưa cho bổn tọa xem thứ này là có ý gì? Thương Triều Tông nói: Ta vừa mới xem. Y không nói dối. Bành Hữu Tại nhìn dấu mực, hiển nhiên không phải mới viết, hỏi: Ở đâu ra? Thương Triều Tông đáp: Không biết, chúng ta vào phòng thì thấy nó đặt ở trên bàn. Bành Hữu Tại vụt nghiêng đầu quét mắt bốn phía, nhưng không thấy ai đáng ngờ. Ông tùy tay đưa thư cho Trần Đình Tú bên cạnh xem qua, nháy mắt ra hiệu. Trần Đình Tú cúi đầu xem thư, nhướng chân mày, sau đó đưa thư cho trưởng lão khác, bản thân xoay người đi nhanh. Bành Hữu Tại thu lại tầm mắt nhìn Thương Triều Tông, không nói nhiều, chờ vào phòng. Một đám người đi theo. Đối với Bành đại trưởng môn thì sự việc chỉ có hai khả năng: một là đám người Thương Triều Tông làm giả, hoặc là đúng như y nói, vào phòng phát hiện lá thư. Nếu là khả năng thứ hai, nếu đúng là thư do Nghi Hữu Đạo đưa đến, thì rắc rối to. Thiên Ngọc Môn đề phòng nghiêm ngặt như vậy, bà Nghi Hữu Đạo dễ dàng đưa thư ngay dưới mắt của bọn họ, chọn chúng ngay phòng ngẫu nhiên xếp cho Thương Triều Tông ở. Điều này có ý nghĩa thế nào? Vấn đề rất nghiêm trọng. Rất nhanh đệ tử Thiên Ngọc Môn hành động. Đám người Thương Triều Tông đứng trong sân, thấy tận mắt quan lại Nguyễn Trạm bị khống chế, một đám tiểu lại nơm nớp lo sợ, không biết chuyện gì xảy ra. Thương Triều Tông và Lam Nhược Đình liếc nhau, hai người thầm hiểu Thiên Ngọc Môn sẽ điều tra tất cả nhân viên trong dịch trạm. Đây là mưu kế của Lam Nhược Đình, vừa nãy nghĩ ra, cố ý tạo áp lực cho Thiên Ngọc Môn. Lam Nhược Đình biết nếu người khác thì Thiên Ngọc Môn không tin, nhưng mà họ đã lĩnh giáo thủ đoạn của Nghi Hữu Đạo. Trong Tề Quốc trải qua nhiều sóng gió mà hắn vẫn sống trở về, còn mang theo số ngựa chiến vượt mong đợi, là ví dụ vững chắc. Trong phòng, Bành Hữu Tại đứng chắp tay sau lưng trước cửa sổ, hờ hững nhìn bên ngoài, không ai biết ông nghĩ gì. Mấy trưởng lão truyền nhau đọc thư, mặc kệ thật hay là giả thì nội dung trong thư khiến lòng họ nặng trĩu. Nếu Kim Châu thực sự tấn công Nam Châu thì Thiên Ngọc Môn sẽ gặp tai họa ngập đầu. Làm ra chuyện lớn như vậy sẽ không ngồi vững ở Nam Châu, không khống chế Nam Châu được. Thiên Ngọc Môn không còn giá trị ở trong mắt ba đại phái. Triều đình Yến Quốc sẽ thừa dịp buộc ba đại phái tiêu diệt Thiên Ngọc Môn. Thiên Ngọc Môn không chịu nổi hậu quả này. Bành Hữu Tại đứng bên cửa sổ, đưa lưng về phía nhóm người, chậm rãi nói: Phong sư đệ, hãy xem kỹ thư một lần nữa đi. Thư trở lại trong tay Phong Ân Thái. Ông nghẹn một lúc rồi hỏi: Chắc không phải trưởng môn nghi ngờ là ta giở trò này chứ? Đúng vậy, ta và Nghi Hữu Đạo là huynh đệ kết nghĩa, nhưng mà không đến mức bênh người ngoài. Bành Hữu Tại xoay người ngắt lời phân bua của Phong Ân Thái: Người suy nghĩ nhiều rồi. Bành Hữu Tại hết cầm hướng lá thư trong tay Phong Ân Thái: Ta biết con người của ngươi thế nào, ngươi không đến mức phản bội sư môn. Ta kêu ngươi xem kỹ lá thư là vì ngươi quen thuộc Nghi Hữu Đạo, muốn ngươi xem có đúng là chữ viết của Nghi Hữu Đạo không. Thì ra là vậy. Phong Ân Thái đã hiểu, trái tim treo cao buồn xuống.
Phong Ngân Thái cầm lá thư quan sát một lúc, do dự nói: "Ta đã xem nét chữ của Ngưu Hữu Đạo, rất có phong cách riêng. Chữ trong thư này đúng là của Ngưu Hữu Đạo, nhưng mà ta không thể xác nhận nó có phải là tạo giả hay không." Phong Ngân Thái biết việc nghiêm trọng. Nếu Ngưu Hữu Đạo thực sự vào phòng ngự của Thiên Ngọc Môn như là trốn không gầy thì là to chuyện. Bành Hữu Tại quét mắt qua mọi người hỏi: "Các người thấy sao?" Có người lên tiếng: "Trưởng môn sư huynh tin là thật sao? Làm sao Kim Trông tấn công Nam Châu được chứ? Vạn động thiên phủ đang yên lành, tự nhiên đều mạng với chúng ta thì đúng là bị điên." Người khác nói: "Đúng vậy, chúng ta lấy Nam Châu thì Kim Châu có Minh Hữu càng mạnh, có lợi cho vạn động thiên phủ. Chúng ta không nghĩ ra vạn động thiên phủ có lý do gì mà tổn hại lợi ích của mình, phá hỏng cục diện có lợi này, hoàn toàn không thể xảy ra." Mọi người nhao nhao đều cảm thấy không thể nào. Chỉ có Phong Ân Thái giữ im lặng, thỉnh thoảng xem thư. Phong Ân Thái cộng sự với Nghi Hữu Đạo trong Tề Quốc lâu như vậy, đã lĩnh giáo năng lực của hắn. Nếu thực sự là hắn viết thư thì ông không chắc chuyện này sẽ thế nào. Bành Hiệu Tại chú ý phản ứng của sư đệ, băn khoăn này cũng là nỗi lo của ông. Nghi Hữu Đạo chuồn ở trước trận đánh là dấu hiệu không rõ, Bành Hiệu Tại luôn lo hắn sẽ ra tay, không biết khi nào đánh tới. Quan trọng là năng lực của tên kia không thể coi thường. Nếu là những năm trước, Bành Hiệu Tại không bao giờ ngờ một tiểu nhân vật tùy thời có thể bóp chết, mà bây giờ tạo áp lực lớn cho trưởng môn Thiên Ngọc Môn như ông. Có người nói: "Mọi người đừng có nghi thần nghi quỷ nữa. Nếu thực sự tập kết 30 vạn người ngựa tấn công thì bên Kim Châu không thể nào không có động tĩnh. Kêu tại mắt bên Kim Châu chú ý chút là biết ngay thật ra. Mọi người tụ tập lại đây thảo luận lãng phí thời gian vì một phong thư không đầu không đuôi rất vô ích." Nhiều người gật gù đồng ý: "Đúng vậy." Bành Hiệu Tại nói: "Được rồi, cứ làm vậy đi. Lập tức sai người bên Kim Châu hỏi thăm tình huống." Bành Hiệu Tại hết cằm với một trưởng lão. Trưởng lão chắp tay lên tiếng. Bành Hiệu Tại nói: "Khoan trở lại, tạm thời nghỉ lấy sức trong trạm dịch, đợi rõ ràng tình huống rồi tính. Thông báo Phượng Lăng Ba khoan hành động thiếu suy nghĩ, giữ Mông Sơn Minh lại." Mọi người im lặng, hiểu ý Bành Hiệu Tại. Nếu bên Kim Châu thực sự uống nhầm thuốc thì bên mình không về được, trở lại gấp chỗ Phượng Lăng Ba tọa trấn, giúp đỡ ngăn chặn vạn động thiên phủ tấn công. Họ không thể bỏ một mình Phượng Lăng Ba chống cự, lão cũng không chống nổi. Tạm thời không đụng vào Mông Sơn Minh cũng đơn giản. Nếu bên Kim Châu đánh tới thật thì Thiên Ngọc Môn còn cần nhờ vào năng lực siêu đẳng của lão soái đánh tan thế công của Kim Châu, tự bảo vệ mình. Nếu đánh thua mất Nam Châu, ba đại phái không bóp chết Thiên Ngọc Môn mới là lạ. Lùi một bước, nếu có ngoại địch thì giờ không phải lúc gây nội chiến. Mấy chục vạn người ngựa không hợp nhau thì đánh cái quái gì? Thừa dịp bây giờ chưa đụng Mông Sơn Minh, còn chưa trở mặt, hãy mau rút tay về, tránh cho khi cần dùng người ta thì lúng túng. Sau khi xác định tình huống, nếu không có việc gì lại xử Mông Sơn Minh cũng không muộn, không thiếu chút thời gian này. Bạch Diêu đi ra từ đại đường dịch trạm, thông báo Thương Triều Tông: "Vương gia, trưởng môn hạ lệnh tạm thời không chạy đi, tạm thời nghỉ ngơi trong dịch trạm." Bạch Diêu không nói rõ tại sao tạm ở lại. Thương Triều Tông, Lam Nhược Đình, Thương Thục Thành liếc nhau, thầm hiểu phong thư kia phát huy tác dụng. Nội dung trong thư quá kinh sợ, ít nhiều tạo áp lực cho Thiên Ngọc Môn. Nhưng trái tim ba người vẫn treo cao. Họ biết đây chỉ là tạm thời, không biết bên Mông Sơn Minh sao rồi. Lòng thầm lo lắng nhưng mà họ không thể hỏi han, phải cố nhịn. Việc đến hiện giờ, bọn họ bị Thiên Ngọc Môn khống chế nghiêm ngặt, không còn cách nào. Phượng Lăng Bà ngồi trong phòng công vụ trong phủ nhà, tay cầm mật thư, chân mày nhíu chặt. Sáng sớm mới tiện đám người Bành Hiệu Tại đi, nửa buổi chiều đã nhận được thư kêu mình tạm không đụng Mông Sơn Minh. Rốt cục là muốn cái gì? Bất đắc dĩ thư không giải thích nguyên nhân, làm cho Phượng Lăng Ba khó chịu, treo tim treo gan. Phượng Lăng Ba ngước đầu nhìn Bành Ngọc Lan đã đưa đến tin, dò hỏi: "Ngọc Lan, chắc không phải là phụ thân đổi ý muốn nâng đỡ Thương Triều Tông chứ?" Bành Ngọc Lan đáp: "Không thể nào, Thương Triều Tông đầy dã tâm,
nâng đỡ hắn chẳng khác nào tìm rắc rối cho Thiên Ngọc Môn. Chàng cũng hiểu rõ chuyện này mà. Phượng Lăng Ba vuốt thư trong tay. Vậy tại sao đột nhiên đổi ý? Bạch Ngọc Lan cũng vắt óc suy nghĩ. Ta nào biết chứ. Phượng Lăng Ba đứng dậy, nắm tay Bạch Ngọc Lan. Ngọc Lan, nàng hãy âm thầm liên lạc phụ thân hỏi xem. Nếu không rõ chuyện này thì ta không yên lòng. Bạch Ngọc Lan gật đầu. Đột nhiên bên ngoài ồn ào lạ thường. Bạch Ngọc Lan vụt ngẩng đầu nhìn ngoài cửa, lắc mình nhẹ nhàng ra khỏi phòng như là chim én đáp xuống đình viện. Bạch Ngọc Lan nhìn theo hướng đệ tử đồng môn canh giữ ngước nhìn. Một con chim to xoay quanh trên bầu trời. Phượng Lăng Ba bước ra trước, ngước đầu lên. Trong mé viện, La An đẩy xe lăn đứng trước ngẩng lên. Mông Sơn Minh ngồi trên xe lăn, ngước nhìn con chim xoay trên trời, thấy có ba người thấp thoáng đứng trên lưng chim. Lại nhìn bốn phía, trên nóc nhà cao đều có đệ tử Thiên Ngọc Môn ló mặt cảnh giác nhìn bầu trời. Chim to xoay quanh một lúc rồi lao xuống vị trí nào đó trong thành. La An nhìn theo hướng chim bay. Đại soái, hình như là có người trong cung. Tuy không thấy rõ ai đứng trên lưng chim, nhưng La An thấy áo đỏ bên trong áo choàng rất quen mắt. Trước kia La An đi theo bên Ninh Vương Thường Kiến Bá, từng thấy nhiều người trong cung mặc đồ kiểu như là vậy nên quen thuộc. Mông Sơn Minh lớn tuổi thì được không bằng La An, không thấy rõ. Nghe xong ra điều đăm chiêu, không biết người trong cung đến đây vào lúc này là muốn làm gì. Chim to mới đáp xuống khối đất trống trong thành thì có mấy chục đệ tử Thiên Ngọc Môn bay tới. Ca Miểu Thủy mặc quan phục trong cung nhảy xuống đất, phất áo choàng đung đưa bước theo chân. Ca Miểu Thủy phất lờ đệ tử Thiên Ngọc Môn như là hồ rình mồi, bước nhanh vào trong. Hai hộ vệ nhảy xuống đi theo, chim đập cánh bay lên trời. Đệ tử Thiên Ngọc Môn vây quanh kiềm chế, đoàn người đi hướng phủ nha. Phượng Lăng Bà ở trong phủ nha nhận được tin tức nhưng mà không đi ra. Lão đứng trong sân chờ. Đệ tử Thiên Ngọc Môn trong tối ngoài sáng vây quanh đề phòng. Phượng Lăng Bà thầm thấy làm lạ. Ca Miểu Thùy chạy tới làm gì? Triều đình đã bất lực với bên này, muốn chuốc khổ sao? Nói thế nào thì Nam Châu vẫn nằm trong Yến Quốc. Phượng Lăng Ba là quan viên của Yến Quốc, người của triều đình đến, khi không cần thiết Phượng Lăng Ba vẫn phải ra gặp mặt, cũng muốn nhìn xem đối phương đột nhiên giá lâm muốn làm gì. Bên ngoài vang lên tiếng bước chân. Ca Miểu Thùy đầu đội mũ hoạn quan, kéo áo choàng bước lên bậc thang ở ngoài cửa, dần dần lên cao, tràn đầy khí thế đi vào. Áo đỏ thẫm bên dưới áo choàng thỉnh thoảng lộ ra. Ca Miểu Thùy không sợ lẻ loi đi vào trong sẽ gặp nguy hiểm, trừ phi bên này muốn công nhiên tạo phản, nếu không chẳng ai dám đụng ý. Trước lúc Nam Châu hạ năm quận tấn công Nam Châu, còn biết chụp mũ Chu Thủ Hiền là Bình Gian Định, có thể tìm được cớ đã nói lên bên Phượng Lăng Ba không có can đảm tạo phản. Khách và chủ đứng đối mặt, bốn mắt nhìn nhau. Phượng Lăng Ba mỉm cười chắp tay nói: Trung xà phù lệnh đại giá quang lâm, không có biết toán từ xa, xin thứ tội. Ca Miểu Thùy không nói nhiều, phất áo choàng lấy ra một cuộn thánh chỉ vải vàng. Ý chỉ của bệ hạ, lập tức mời Dung Bình quận vương Thương Triều Tông đi giật tiếp chỉ. Phượng Lăng Ba sửng sốt, cười giả là: Dung Bình quận vương đã đi dò xét, sợ là tạm thời không thể tiếp chỉ. Nhưng chuyện đó không quan trọng với Ca Miểu Thủy. Thương Triều Tông bị khống chế vốn nằm trong dự đoán, y chỉ cần truyền đến chỉ là được. Ca Miểu Thủy lạnh lùng nói: Trước mắt do ai chủ sự nơi này? Phượng Năng Ba cười nói: Tạm thời do hạ quan hiệu lực. Ca Miểu Thủy nói: Nếu Dung Bình quận vương không có mặt, vậy nhờ Phượng quận thủ truyền đạt thay đi. Phượng Lăng Ba ngoài cười nhưng mà trong không cười nói: Làm vậy không hợp quy củ. Ca Miểu Thủy phất lờ Phượng Lăng Ba, trực tiếp mở chỉ tuyên đọc trước công chúng. Tuyên chỉ xong, Ca Miểu Thủy không ở lại, quay đầu đi thẳng. Mặt Phượng Lăng Ba xám xịt,
mặt đầy sát khí nhìn theo Cao Biểu Thùy rời đi, không thèm nói câu tiễn khách cho phải phép. Bạch Ngọc Lan đứng bên cạnh hỏi: Lăng Ba, chuyện này là sao? Còn sao nữa? Muốn làm người ghê tởm, định chế tạo mâu thuẫn trong Nam Châu để mưu lận bất chính. Đám tiểu nhân trên triều đình không có bản lĩnh gì, chỉ biết giờ được cái loại thủ đoạn này. Yến quốc thua vào tay loại người như họ. Phượng Lăng Ba cười lạnh, mở thánh chỉ ra nhìn, ném xuống đất, dẫm đạp. Phượng Lăng Ba dám đạp lên thánh chỉ, nghĩa là không thèm để vào mắt. Lão sẽ không vì thánh chỉ này mà đưa tặng đồ đã tới đây. Thánh chỉ như là một trò cười với Phượng Lăng Ba. Nhưng Phượng Lăng Ba cũng hiểu triều đình cố ý làm như vậy tuyệt đối không đơn giản là chỉ thánh chỉ. Không nói cái khác, một khi 20 vạn người ngựa của Thương Triều Tông biết thứ sử Nam Châu là y, nhưng Phượng Lăng Ba chạy ra cầm quyền, vậy người của Thương Triều Tông nghĩ sao? Những tưởng tượng này vì lợi ích của mình quyết làm cho ra nhẽ. Bên trong Nam Châu chắc chắn sẽ nổi loạn, đủ cho Phượng Lăng Ba ăn trái đắng. Mình xin phép ngừng tập này đây nhé mọi người, và xin được gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo. Xin chào.